Hương sắc khuynh thành quyển 2, chương 287, xưa nay việc lớn khó tỉ mỉ. 3. Đúng, hiện giờ hứng thú của tất cả mọi người tập trung ở có phải chịu trách nhiệm chuyện dọa chết người không, chẳng ai đi truy cứu phía sau còn có nguyên nhân sâu xa. Bất kể có bị bệnh tâm thần không, đều không tới lượt đơn dũng phải chịu trách nhiệm. Nhưng nếu là bệnh tâm thần, hơn nữa không có năng lực chịu trách nhiệm hành vi, vậy thì thành trò cười. Triệu gia thành bình luận. Đội trưởng Triệu, hình như anh đồng tình với đơn dũng lắm thì phải." Khúc Trực hỏi nhỏ. "Sai rồi, tôi mong cậu ta bị giam mãi, cậu ta còn nguy hiểm hơn kẻ tâm thần. Nhưng nhìn tình thế thì sắp giam không nổi cậu ta nữa rồi." Triệu Gia thành mặt lạnh tanh nói. Khúc Trực còn định hỏi gì thì thấy xe áp giải của trại giam đã tới liền ngậm miệng, sau xe áp giải là lồng thép, khoang sau mở ra, khóa ba tầng, cực kỳ nghiêm ngặt. Khi xuống xe có hai cảnh sát khiên xuống giữa hai chân là xích chỉ cho phép đi một bước còng tay và xích chân nối với nhau đi đường loãng xoảng bất kể có chuẩn bị tâm lý thế nào sự nhất đao trong truyền thuyết xuất hiện vẫn gây chấn động cái đầu hói quá nửa phất phơ mấy sợi tóc nửa đen nửa trắng mặt vừa rỗ lại lồi ra mấy cục thịt thừa trông cực xấu song xấu tới bất phàm có lẽ vì có tiền án nhiều lần đâm người đến hình cảnh nhìn còn ngán người đó đi được vài bước dừng lại trước phía bên kiểm soát có lẽ vì nhiều ngày không thấy bà nương Ông ta nhìn nữ kiểm sát viên một cái là nhe răng ra cười rất sẵn lạng làm cô sợ hãi lùi lại. Không ngờ vừa lùi một cái sử nhất đau mắng, chạy cái CC, vú thì nhỏ mông thì lép, chơi không sướng bằng lừa cái trong thôn. Hình cảnh có mặt cắn răng cuối mặt áp chế tiếng cười, nữ kiểm sát viên mặt đỏ lừ, không dám nói gì. Ông ta đắc ý đi vào trung tâm giám định, cảnh sát trại giam đi sau như tiểu đệ. Khi vào phòng giám định, ông ta nói, đợi đấy, các cậu không được vào. Trầm một tiếng cửa đóng lại, cách cửa kính nhìn thấy bên trong bận rộn, sự hữu tài ở trong đó ngoan ngoãn hơn nhiều, không ngờ trò chuyện vui vẻ với một bệnh nhân tâm thần, cảnh quỷ dị này làm người ta không hiểu. Anh bảo người ta không có bệnh cũng đúng, nói chuyện lưu loát lắm mà, khai báo vấn đề còn chẳng bị lắm, nhưng giờ nói ông ta có bệnh cũng giống. Hình như hoàn toàn không coi chuyện ngồi tù ra gì, thực sự có khí khái coi cái chết như không. Triệu Gia Thành xem một lúc rồi hỏi cảnh sát trại giam, này, các anh bảo ông ta có phải đóng kịch không? Đóng cái gì? Đã là lần giám định thứ ba rồi, tới chỗ chúng tôi cũng ba lần rồi, lần nào cũng giống đám mắt ếch, gian mai, các anh bắt, chúng tôi thả. Cảnh sát trại giam rất khó chịu. Đừng nghĩ trại giam là nơi tuyệt địa, đó cũng là đơn vị hiệu ích, người mất năng lực lao động, mắc bệnh truyền nhiễm, họ tuyệt đối không nhận. Chẳng may nhận thì anh phải chịu phí chữa trị, thậm chí an tàn, cho nên trại giam không thể không để ý tới hiệu ích loại người này vào trại là phải nghĩ cách ném ra ngoài, nếu không mấy người già không ai nuôi đi phạm tội để vào trong đó được dưỡng lão thì ai chịu nổi. Này, đừng nghi ngờ, có thật đấy, ông già 60 cầm dao đi cướp, 70 đi chơi gái không trả tiền, anh mà bắt coi như kiếm chỗ dưỡng lão cho người ta. Cảnh sát trại giam không ngờ là tên ưa buôn chuyện, lại nhảy nửa ngày, nói sử hữu tài trước kia từng làm giám định rồi, xác nhận là tâm thần, bị trại giam đuổi đi cưỡng chế chữa trị sau đó nghèo tới mức không trả nổi tiền chữa trị, được bệnh viện tâm thần đưa về nhà miễn phí. Loại nghèo rớt trên không có nổi ngói che thân, dưới chẳng có tài sản dư, không ai dám trêu chọc vào. Này người anh em, nghe nói ông ta bị thần kinh hoang tưởng, vậy ông ta hoang tưởng mình thành cái gì? Khúc trực tuổi còn trẻ, mang tâm tính thiếu niên tò mò hỏi. Cảnh sát trại giam đáp, ban ngày nếu không ai chọc vào ông ta thì cũng bình thường, nhưng trêu chọc vào là không xong, ông ta hoang tưởng có người hại mình, nào cào nào cắn, nhất định muốn liều mạng. Đến cả lão đại trong phòng giam cũng không dám đụng vào. Buổi tối thì sao? Nếu ông ta ngủ thì không sao, nếu không ngủ thì hoang tưởng nặng. Hoang tưởng thế nào? Ông ta biến thành động vật, giọng của ông ta có đề si ben vượt quá tiếng ồn của máy bay, lúc là lừa kêu, lúc là trâu rống, vang hơn còi cảnh báo trại giam. Ông ta có thể kêu cả đêm, Hôm sau hỏi ông ta đáng hoàng đáp, toàn ngủ với gia súc, không kêu vài tiếng thì ngứa cổ. Nghe thế này thì chắc bên kiểm sát cũng không hoài nghi ông ta bị bệnh tâm thần nữa rồi. Mấy cảnh sát tới từ đơn vị khác nhau tán gẫu, nghe kể chuyện mới mẻ, thời gian trôi qua rất nhanh. Giám định cũng không quá lâu đã hoàn thành, sử hữu tài lại bị cảnh sát trại giam đưa đi. Hai nhóm người vào thẳng phòng giám định, mấy vị chuyên gia thần kinh đang thu dọn đồ, bọn họ không quen, nhưng không ít người nhận ra lão Tào, đợi kết quả. Lão Tào không cần họ hỏi đã nói trước, không cần nghi ngờ đâu, kết quả chắc chắn là bệnh thần kinh, dính vào thứ này nó theo cả đời, dù chưa khỏi rồi cũng có triệu chứng tương tự. Vậy ông ta có năng lực chịu trách nhiệm hình sự không? Nữ kiểm sát viên bị sử hữu tài mắng hận không thể lôi ông ta ra pháp trường. Chuyện này khó nói lắm, hoàn toàn không, hoặc hạn chế, vốn là khái niệm mơ hồ, xem các cô có mốt giam ông ta hay không mà thôi. Đang lúc nói chuyện thì mấy chuyên gia thần kinh đã viết xong báo cáo giám định ký tên vào rồi đưa lão Tào, lão Tào xem qua, nói, xem đi, tôi nói thế nào nhỉ, chỉ cần nhìn hành vi thì đủ thấy ông ta là người không bình thường, người bình thường không đâm được hai nhát dao đó. Đâm dao thì liên quan gì tới bệnh thần kinh? Khúc trực hỏi. Thiên tài và kẻ điên chỉ cách nhau nửa bước chân, ông ta đã có năm lần đâm người không chết nhát đâm đó là do luyện mà ra đấy, cậu dám cầm dao đêm người ta thì nghiệm không? Lão Tào đưa giám định tới. Khúc trực đưa cho bên kiểm sát, bọn họ không nhận, chỉ phụ trách giám sát thôi, có điều giờ xem ra chẳng có gì để giám sát. Đối phương đã là kẻ thần kinh, chán nản nhìn nhau, chuẩn bị đi. Sao thế, các vị không hài lòng với kết quả này phải không? Có điều sự thật là sự thật, ông ta có dấu hiệu rõ ràng của chứng hoang tưởng, biết chúng tôi nói chuyện gì với ông ta không? Ông ta cho rằng kết cấu sinh lý của người và lừa đại khái giống nhau, đặc biệt là lừa cái về kết cấu còn hơn bà nương trong thôn. Buồn cười lắm sao? Chuyên gia tâm lý nghiêm túc nhìn mấy cảnh sát cười khùng khục, không biết họ liên tưởng câu mắng của sử hữu tài với nữ kiểm sát, đợi họ ngừng cười mói nói tiếp, ông ta không cho rằng mình đi giết người, đâm một nhát thì cùng lắm là nằm đó thêm một lúc, phun trụ vào mặt là đứng dậy khỏe khoắn thôi. Ông ta đúng là làm được Kỳ thực một số bệnh tâm thần ở lĩnh vực đặc biệt, năng lực bọn họ vượt xa người bình thường. Trong mắt ông ta, thế giới này, cả ông ta, đều là gia súc chứ không phải người. Bác sĩ bệnh viện thần kinh tổng kết lại một câu rồi dẫn trợ thủ đi. Kết luận đưa ra, không có năng lực chịu trách nhiệm hình sự. Giám định đưa ra, trò cười xuất hiện, hai ngày sau tòa tuyên án, dựa theo tiêu chuẩn chi phí tang lễ quốc gia, sở hữu tài gánh trách nhiệm việc khiến Phương Vạn Long bột phát bệnh tim mà chết, phạt 8.000 nhân dân tệ tròn. Về phần bị cáo đơn dũng cố ý dọa Phương Vạn Long, không thể nào nhận định. Bác thỉnh cầu tố tụng khác của nguyên cáo. Nhà nghèo dọa chết phú ông, bồi thường 8.000 đồng, thế là tăng thêm câu chuyện cười đầu đường cuối phố, người nghe hô vang, pháp luật công bằng. Nhưng có trò cười lớn hơn, sử hữu tài tuy hữu tài, nhưng là giai cấp vô sản trăm phần trăm, phạt ông ta 8.000 không trả nổi, ông ta không trả, chẳng lẽ kiện ông ta không trả tiền à? thế thì còn vui nữa. Ken. Ken, Ken. Tiếng gõ cửa nặng nề tới cùng với ánh ban mai, cảnh sát vũ trang cầm súng thân hình thẳng tắp tiến vào, giám mục cầm cái dùi cui gõ vào chấn song sắt từng phòng, tiếp đó trong phòng giam vang lên tiếng báo danh, câu chuyện đơn giản lặp đi lặp lại mỗi ngày ở nơi kết cấu bê tông cốt thép bắt đầu. Trại giam, phòng 12, cửa mở, trên chiếc giường chung bằng xe măng, có 22 người ngồi dựa sát vào tường thành hàng, lần lượt báo danh quản giáo nhìn lướt qua một lượt không thấy trong phòng có dấu hiệu gì khả nghi thì ném vào những lá thư đã mở phong bì để kiểm tra, dựa theo danh sách vật phẩm được tặng hô tên người nhận. Người rời hàng, ngồi ở cửa, sau đó quản giáo dơ chân đá đồ được bên ngoài tặng vào. Không cần nhiều lời, người kia tự giác mở ra trước mặt, phàm là có thứ bằng sắt hay bị cấm thì vứt đi hết. Mỗi tuần hai lần, đây là thời khắc hưng phấn nhất trong trại giam, vì trong thời gian giam giữ chờ xét xử, không được thăm hỏi gặp mặt, chỉ có thể thông qua thư tín bị giám thị rất chặt này, đó là cục trụ tinh thần của rất nhiều người trong phòng. Đừng thấy ai nấy trong hung dữ bậm trợn, nhưng mà có người vừa mở thư có lời dặn của mẹ già hay ảnh con gái đang tập đi là khóc như mưa ngay. Ở cái nơi này không chỉ có 22 cái đầu trụi lụi, còn có nhân tính không chút nào che giấu. 0027 Đơn Dũng quản Giảo Hô Từ vị trí thứ hai, một chàng trai đen xì đáp lời đứng dậy ngồi ở cửa chờ đợi. Quản giáo hơi ngạc nhiên, thằng này vào chưa tới một tháng đã tiến vào tầng quản lý trong phòng, xếp thứ hai, sắp có đại ngộ của lão đại. Càng là phạm nhân sống tốt trong trại giám, đôi khi càng được quản giáo thích, mặt quản giáo hòa hoãn hơn, đá vào ba cái hộp, không kiểm tra liền đóng cửa lại. Cửa mở ra liền ngoan ngoãn, cửa đóng lại là loạn ngay, nhưng loạn này chỉ vẹn vẹn là đứng ngồi tùy tiện bốc phép ba hoa thôi. Tầng quản lý bắt đầu thực thi quyền quản lý của mình, người vừa thu được đồ trong nhà, có chút không nở vẫn phải giao đồ tới trước mặt lão đại thứ như kem đánh răng bị ném trả còn những thứ ăn được thì đều bị tịch thu danh nghĩa là thống nhất phân phối cơ bản lão đại ăn nhiều nhất thiên hạ xưa nay luôn bất công ở trong trại giam cũng thế thôi đơn dũng mở hộp trong hộp mì ăn liền y kiểm tra đúng là có một tờ giấy mở ra xem là chữ lôi đại bằng chỉ có hắn là viết thư mở ra đọc đảng ca thêm hai ngày nữa là anh bị giam một tháng rồi hôm qua ăn cơm cùng mọi người tư oánh bỗng dưng bật khóc cô ấy nói anh lừa cô ấy sẽ không chết tử tế đâu thế là mọi người cùng khóc nói anh không đáng làm thế em cũng thấy anh thiếu nghĩa khí chuyện lớn như vậy không gọi anh em cùng làm có vào thì cùng vào anh còn có người nói chuyện chẳng may trong đó có đứa bắt nạt anh cũng có người giúp nhớ ra liền đếch muốn nhìn thấy anh nữa con mẹ nó không phải là anh em đơn dũng dựa vào góc phòng dây dây mũi mũi cây cây nhưng miệng cười cái thằng ngốc chẳng tiến bộ gì không muốn hắn bị liên lụy hắn lại chửi mình e phải để hai anh em cùng vào trong thì hắn mới hài lòng cha em bảo em nói với anh ông nghe ngóng được rồi thú y mắc bệnh tâm thần thật vừa phán không chịu trách nhiệm hình sự nhưng chuyện của anh vẫn treo đó hình như bọn cớm trên tỉnh không cho thả chúng nói còn có nghi vấn bây giờ cha mẹ em cha mẹ anh còn có lão sài cha trương vệ hoa hai người cha của tiểu cái đều đang nghĩ cách cứu anh anh mau ra đi không có ánh ảnh hưởng tới tâm tình của mọi người ăn cơm chơi gái đều mất hứng thế này thì sống thế nào ký tên lôi đại bằng đơn dũng gấp thư lại khơi lên hoài niệm vô hạn với thế giới tự do cho dù y luôn chuẩn bị tinh thần cho ngày này từ rất lâu hơn nữa còn thích ứng rất tốt nhưng cái cảm giác muốn ra ngoài ngay lập tức mỗi khi nhận được thư luôn mạnh mẽ y thở dài đọc thư lại lần nữa Lúc này nghe thấy tiếng vương lão đại gọi, đơn dũng, cứ giữ lấy đồ của cậu đi. Vừa mới sáng sớm, bữa sáng chưa có, là lúc mọi người đó nhất. Nhìn đi, 21 người trong phòng, có quả nữa đang nhìn một cách tham lam, rất nhiều người vào đây chẳng có ai thăm hỏi, chỉ trông cậy vào cơm nhà nước, thứ đó chất không ra gì, lượng cũng chẳng đủ, ăn chỉ lưng lửng bụng thôi. Tạm giam mà, không phải lao động, cho ăn no làm gì. Lão đại rất tiết kiệm, chỉ sợ hôm nào đó giam trong phòng toàn là loại độc thân không ai thăm cho nên rất chăm chỉ tích trữ lương thảo đại bộ phận đồ thăm gửi đều thành hàng tích trữ của hắn đơn dũng cười vương lão đại quy của anh đưa ra tôi phải đi đầu chấp hành chứ bỏ đi cậu được gửi đồ vào nhiều nhất tô hết chỗ chứa rồi cậu tích trữ ít tránh giam quá lâu không ai tới thăm lão đại ngoài tứ tuần phạm tội ăn cướp nắm đấm cứng bị giam gần một năm rồi nên thành lão đại một cách hiển nhiên vương lão đại vậy tôi xử lý thay cho anh vậy đơn dũng xem ra có giao tình rất tốt với lão đại thấy hắn gật đầu liền vung tay lên các anh em vương lão đại nói rồi hôm nay chỗ này do tôi phân chia lại đây nhận đi tiếng ú hết vỗ tay vang dội trong phòng tiếp đó một đám nam nhân già trẻ chia nhau mì ăn liền xúc xích còn có hai chai coca cola vừa ăn vừa cảm ơn lão đại Nịnh bỡ rót cho lão đại một cốc. Vương lão đại nhấp một ngụm, hắn thấy bằng vào hào khí này, chỉ cần hắn đi mà thằng nhãi này vẫn ở trong thì lão đại đời kế chắc chắn là đơn Dũng rồi. Vương Lao Đầu vừa ăn vừa nhích tới bên cạnh Đơn Dũng, hai người ngồi sát nơi có thể đoán tia nắng đầu tiên chiếu vào phòng, đừng buồn, tôi đoán cậu sắp ra thôi, chẳng ở đây mấy ngày nữa đâu. Ồ, cái này mà anh cũng nhìn ra được à? Đơn Dũng kinh ngạc. Tôi trước sau vào đây mười mấy năm Người vào đây chỉ cần kể cho tôi vụ án thế nào, tôi có thể nói mấy năm, cơ gần là không sai. Tôi thấy cậu vừa tới liền bị đưa đi thẩm vấn 3 lần, còn là giữa ban ngày, nửa tháng qua lại không ai tới hỏi nữa. Vậy là thẩm vấn ban ngày hay buổi tối đều có hàm ý sao? Chứ không à, thông thường trọng tội đều thẩm vấn vào buổi tối, tội càng nặng, thời gian thẩm vấn càng lâu, vì họ đợi cậu mệt mỏi. Tôi từng thấy có người bị đưa đi 7 ngày, khi về gần như ngu luôn chỉ biết gật đầu vân dạ còn cậu đi lâu nhất chỉ nửa tiếng còn là giờ cơm tức là cảnh sát tranh thủ thời gian rảnh tới hỏi thôi chứng tỏ vấn đề không lớn vương lão đại nói rất trí tuệ đơn dũng cười ha hả giơ ngón cái vậy anh nói xem tôi còn ngồi lâu không không đâu cậu không thấy mấy ngày qua quảng giáo không tra cậu kỹ nữa sắc mặt cũng khá hơn à nghĩa là gì cậu cũng đâu có ngốc vậy mà không nhìn ra à Thứ nhất là có người đánh tiếng rồi, nên quản giáo chiếu cố cậu, thứ hai cậu sắp đi rồi, không cần trông co chặt nữa. Nếu không truyền giấy vào sao được, còn nếu là trọng tội, ngay cả ngủ cũng có người giám sát suốt 24 giờ. Xem ra đúng là người trong cuộc thì mù mờ, Đơn Dũng cười sáng láng ôm lão đại cảm ơn, gọi hai cốc Coca, lão đại hô, mang đồ lại đây. Lập tức có phạm nhân làm phục vụ lục lọi đống đồ mang thuốc lá tới. Lão đại hút thuốc phía trước có người trông chừng chỉ thấy lão đại rút sợi bông tích góp được cầm giày cao su ra sức cọ vào nhau thổi phù phù rất tài lát sau ánh lửa bốc lên châm lửa rít hơi thuốc thả ra làn khói với vẻ mặt ngây ngất trong phòng giam cũng có thú vui riêng bình thường rảnh rỗi mọi người đem các loại kỹ xảo phạm tội ra giao lưu với nhau thằng ăn trộm dậy mọi người móc túi thằng làm giấy tờ giả dạy mọi người chuẩn bị bao nhiêu loại tài liệu gây đây chỉ vài ngày trước thôi còn có một thằng chăn gái vào thằng này rất thú vị vào dạy mọi người làm sao nhìn mặt biết cái, làm sao chơi cho cao trào liên tục vẫn giữ được sức, thế là hắn là được anh em hoan nghênh nhất, ngay cả trận đòn dằn mặt khi mới vào phòng cũng miễn. Nghe tiếng cười khắp phòng, đơn dũng đột nhiên có một ý nghĩ kỳ quái, nói không chừng mình sẽ nhớ nơi này. Hôm nay mấy người hẹn nhau đi trại giam gửi đồ ăn cho đơn dũng, không được gặp nên đáng lẽ chỉ cần một người đại diện là đủ, nhưng hôm nay có kế hoạch khác, thăm đảng ca xong cả đám tới hưởng mã trại thăm cha mẹ nuôi. Xe đi tới chân núi, đường xá quen thuộc, tiểu cái một tháng qua đã tới đây mấy lần, hắn dừng xe lại nháy mắt ra hiệu với trương vệ hoa, trương vệ hoa lại nháy mắt với hàng ghế sau. Hàng ghế sau có ba tên béo chen chúc, nói lại chuyện cũ, đại béo suối, lôi ca, lát nữa gặp mẹ nuôi, anh khóc to vào nhé. Đúng, em mang thuốc nhỏ mắt đây, hay là bây giờ nhỏ một chút? Nhị béo vất vả móc túi, ai ngờ có thật. Lôi đại bằng trừng mắt mắng, tôi khóc làm cái mẹ gì? anh mà khóc thì mẹ nuôi sẽ chỉ dỗ anh thôi, không khóc nữa, nếu không mẹ nuôi khóc, chúng ta dỗ đấy, anh chọn cái gì? Đại béo giải thích, lần trước chị Tống khóc suốt, thế là mẹ nuôi dỗ cả buổi. Quyết định thế đi, nhị béo, nhỏ nước mắt cho anh ấy. Trương vệ Hoa hạ lệnh. Ê ê ê. Lôi Đại bằng chặn lại, các cậu có ý gì hả? Sao nhất định phải là tôi khóc mà các cậu không khóc? Tại mẹ nuôi thân với anh nhất, bọn em khóc vô ích nhị béo mở lọ thuốc ra mắt, vừa nói vừa định ra vào mắt lôi đại bằng. Lôi đại bằng nóng máu cướp lấy lọ thuốc mắt, vung tay đấm thùng thục, tiểu cái phải quay đầu lại can ngăn, đừng nội chiến, chúng ta tới để dỗ mẹ nuôi vui, chẳng lẽ anh không muốn à? Đúng thế thật, có điều không cần biện pháp xấu này chứ, bảo tôi khóc, tôi không khóc được thì sao? Lôi đại bằng ngẩn ra. Lật tiểu lực cũng khuyên, lôi ca, anh nghĩ mà xem, đảng ca bị giam, anh ăn không ngon ngủ không yên, mỗi tuần đi thăm lại phải chạy xa như thế anh không đau lòng sao bạch thự quang xoa người vì ăn đấm lôi ca đảng ca bị giam rồi anh muốn vay tiền không có chỗ vay chẳng ai mời anh đi ăn uống chơi gái sống có gian nan không trương vệ hoa thêm vào anh nghĩ mà xem đảng ca bị thương vào trại giam trong đó toàn loại người cặn bã thế nào cũng bị đánh thảm luôn đáng thương biết chừng nào không nói chuyện này còn đỡ lôi ca vốn có chút xúc động trừng mắt lên thôi đi anh ấy không bắt nạt người khác là may rồi, đừng dọa tôi, nhìn mấy thằng từng chơi anh ấy xem, đứa chết đứa tâm thần, má nó, đúng là ngu mà, đảng ca là người bọn chúng chọc vào sao. Không dụ nổi lôi ca rồi, mọi người yếu xìu đành lái xe lên núi tùy cơ ứng biến, ai ngờ lôi ca tức cảnh sinh tình, nhìn cảnh vật quen thuộc thở ngắn than dài, nói cha mẹ nuôi đáng thương, hẳn là suốt ngày đứng trên núi ngóng trông con về, ngóng mãi không thấy, chắc đau lòng lắm. Tiểu cái thấy thời cơ tới dục nhị béo nhỏ thuốc ra mắt, cả đám vào hùa, lôi ca, hôm nay trông cả vào anh, chúng ta không phải nể mặt đảng ca mà là vì mẹ nuôi, anh khóc một hồi, lát sau tha hồ cho anh xẻo. Ừ, thế còn tạm được. Lôi đại bằng vừa bi thương và vui mừng. Tiểu cái vội vàng tăng tốc lên núi, đoàn người xung quanh lôi ca vào nông gia trại, ai ngờ lôi ca vừa qua cửa đã hô lên, mẹ nuôi, mẹ ở đâu, con tới khóc cho mẹ xem này đám anh em tức tí xỉu. Đằng Hồng Ngọc từ trong phòng chạy ra, mắt đỏ hoe, thấy nhiều người tới như thế, ông thằng con nuôi ngốc khóc, thế là hay rồi, trừ lôi đại bằng ra thì ai cũng khóc hết. Ngày 3 tháng 6, đó cũng là ngày khai trương viện bảo tàng văn hóa dân gian Lộ Châu, quy cách rất cao, danh nhân văn hóa trong tỉnh tới không ít, có điều không tính là náo nhiệt, chỉ có một lễ cắt băng khánh thành đơn giản. Sau đó có một hội nghị nghiên cứu thảo luận về văn hóa hiệp ở Lộ Châu. Tiếp đó còn có nghi thức phát hành sách rồi bộ phim nghệ thuật sức hút lộ châu cũng khai màn. Tư mộ hiền bị đóng chuyện này làm bận tôi tâm mặt mũi, tới ngày khai mạc rồi mới nhàn rỗi, một buổi nghiên cứu thảo luận kéo dài tới tận 3 tiếng, tới gần 12 giờ mới kết thúc. Tả lão, mời đi bên này ạ. À. Thư ký của Cục Văn hóa chạy tới mời ông già đi trên cùng, đó là người quyên tặng xây dựng viện bảo tàng, cũng là nhân vật chính hôm nay, được chính phủ phái xe chuyên dụng tới đón. Tả Nam Hạ có vẻ thiếu tập trung, mắt nhìn vòng quanh như đang tìm người quen, nhưng không tìm thấy liền hỏi, tổ trụ bị có chàng trai tên Tư Mộ Hiền, cậu ấy có ở đây không? Cậu ấy đang bố trí hội trường buổi chiều ạ. À. à! Trưởng phòng hứa, nào, chúng ta ngồi cùng xe. Cuối cùng tả Nam Hạ cũng nhìn thấy người quen rồi, chính là trưởng phòng hứa béo tròn đã tiếp đón ông lần đầu về Lộ Châu. Trưởng phòng hứa không thay đổi gì, niềm nở chạy tới đỡ tả Nam Hạ. Tả Nam hạ hỏi: "Tiểu Hứa, nếu tôi nhớ không nhầm thì vị thị trưởng Vương Trạch Hậu của các cậu từ Tấn Trung điều tới mà, hôm nay sao lại là người khác rồi?" "Vâng, vừa đổi ạ." À. "Hình như bí thư thành ủy cũng vừa đổi ạ." À. "Còn cả cục trưởng cục đầu tư, tên là cũng đổi rồi ạ." À. Liên tiếp mấy người vừa mới đổi làm tả lão nghe mà nhíu mày, trưởng phòng Hứa liền đem nguyên do kể ra, vụ án rửa tiền nổ ra, Nguyên phó bí thư thành ủy bỏ trốn ra nước ngoài, cục trưởng cục đầu tư xong quy, thế là xong rồi chuyện lớn như thế lãnh đạo phải chịu trách nhiệm, dù không có tội cũng không thể ngồi ở vị trí cũ nữa. Tới 23 quan viên ngã ngựa, ban lãnh đạo thành phố Lộ Châu thay máu lớn, nên Tả lão mới không nhận ra mấy người quen. Ra là thế, may mà còn vài người, nếu không toàn người lạ, tôi chẳng biết gọi ra sao. Tả Nam hạ cảm thán, vật đổi sao dời quá nhanh trưởng phòng hứa cười tự trào tả lão yên tâm nhất định còn nhiều người bác quen lắm cái nha môn thanh nhàn như chúng tôi muốn phạm sai lầm cũng khó ha ha nghèo khó có lẽ không phải là bất hạnh của quan viên mà có khi là may mắn đấy tôi học theo thúc hường thời xưa chúc nghèo trưởng phòng hứa nhé ta nam hạ nói đùa trưởng phòng hứa hổ thẹn không dám nhận không khỏi hâm mộ sống tới mức ông già này coi như thỏa mãn lắm rồi tả lão sao lần này lại lộ châu một mình thế không phải một mình, con gái tôi có chút chuyện, kệ nó, không phải đợi. Tả Nam Hạ nhắc tới chuyện này, trên mặt hiện rõ sự buồn phiền làm trưởng phòng hứa không dám nhiều lời. Xe đi không lâu đổ lại ở khách sạn Khải La Duyệt, tiệc diễn ra, nhưng cố nhân chẳng còn, quan trường biến thiên quá nhanh làm người ta theo không kịp. Lòng mang tâm sự, tả Nam Hạ ăn cũng không có hứng thú gì. Cùng lúc đó, Mộ Hiền, Mộ Hiền, đây à, sao thế khoa trưởng lưu? có người tìm. Tư mộ hiền từ văn phòng ở tầng 2 thò đầu ra, hai mắt tức thì mở lớn chạy nhanh xuống, một bước mấy bậc, thiếu chút nữa trượt chân, đợi sắp tới nơi thì chợt chậm lại, cảm giác ngần ngại dâng lên, gặp rồi biết nói gì đây. Là tả hy dĩnh, sư tỉ mặc một chiếc váy liền thân đơn giản màu ngà, li ti những hoa nhỏ, mái tóc dài đen tuyền ống mượt buông xỏa trên vai, vẫn xuất chúng như từng gặp ở trường học, gương mặt điềm tĩnh ẩn chứa chút lo âu trang phục đạm nhã nổi bật dưới kiến trúc cổ kính của viện bảo tàng văn hóa tựa hoa lan u cốc không ít đồng nghiệp của hắn thò đầu ra cửa sổ nhìn trái tim rung rinh theo mép váy chập chần. tả hy dĩnh mỉm cười vẫy tay gọi tư mộ hiền đang thượng người ở cầu thang sao thế không nhận ra tôi nữa à sư sư tỷ sao lại tới đây tư mộ hiền buộc miệng hỏi hỏi một cái liền nhận ra mình thật ngu thánh thành viện bảo tàng tả lão tới sư tỷ theo cũng là bình thường không nên tới hay là không hoan nghênh tôi tới tả hy dĩnh cười nhẹ hỏi tư mộ hiền ngượng ngập đi tới vừa đi vừa vắt óc không biết nói gì ngược lại tả hy dĩnh rất thoải mái đi dạo cùng tôi ở lộ châu tôi không có mấy người quen vâng tư mộ hiền gọi điện thoại xin nghĩ hai người đi ra ngoài viện bảo tàng hồi lâu không nói nhìn ánh mắt buồn bã của tả hy dĩnh ma xui quỷ khiến thế nào tư mộ hiền nói anh anh ấy vẫn ở trong đó tôi biết tả hy dĩnh khẽ đáp chuyện này rất phiền toái trong thời gian ngắn khó mà ra được tư mộ hiền vốn nghĩ nếu có cách cắt đứt qua lại giữa sư tỷ và đơn dũng hắn nhất định sẽ làm như vậy với cả hai đều không phải chuyện xấu tôi biết tả hy dĩnh thở dài ngẩng đầu lên đối diện với ánh mặt trời chói chang cũng chẳng hề chớp mắt cô khó tìm được một người nói tâm sự trong lòng chỉ đành tìm tư mộ hiền cho tôi biết rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi cả cha tôi cũng giấu tôi tôi còn tưởng cậu ấy gặp được cô gái tốt vui quên đường về rồi tư mộ hiền không ngờ sư tỷ cũng nhìn ra bản tính của đơn dũng vì thế hắn đem điều mình biết kể ra thật tỉ mỉ có rất nhiều điều mà hắn không rõ nhưng dẫn người đi gây sự là thật đâm người ở lư nhục hương là thật câu chuyện dọa chết phú ông đã truyền khắp thành phố còn một người xuất huyết não không chết nhưng giờ mồm méo đi không vững nữa tiếp đó là bị bắt giam tư mộ hiền cảm khái thế đó từ khi em quen anh ấy thì anh ấy đã bày mưu tính kế lấy lại thứ đã mất em cứ nghĩ anh ấy sẽ đánh bại đối thủ trên thương trường không ngờ về sau anh ấy càng ngày càng chệch hướng nên phát triển tới mức này cậu đánh giá cậu ấy thế nào em đánh giá thế nào thì quan trọng gì ạ à? quan trọng chứ từ bạn bè xung quanh có thể nhìn ra một người mà tả hy dĩnh chăm chú nhìn tư mộ hiền chờ đợi câu trả lời cho thấy cô hoàn toàn nghiêm túc em cho rằng dù phương thức anh ấy làm là sai nhưng chuyện anh ấy làm cũng chẳng có gì sai những kẻ hại gia đình anh ấy cướp gia sản của anh ấy cho dù không bị xét xử cũng phải chịu báo ứng nên có chỉ có điều cái giá quá lớn chỉ có anh ấy mới dám hy sinh cả bản thân để kéo đổ kẻ địch ở phương diện này bọn em đều không bằng anh ấy tư mộ hiền tuy không tán đồng cách hành xử của đơn dũng nhưng hắn đồng tình và lý giải nói xong tối thấy sư tỷ vẫn im lặng hiếm một lần cầu khẩn sư tỷ chỉ giúp anh ấy được không có lẽ giúp được có lẽ không dù sao cha tôi chẳng có chức quyền gì hơn nữa chuyện này vi phạm nguyên tắc làm người của ông ấy sắc mặt tả hy dĩnh càng thêm sầu não nói thêm đơn dũng cũng rất nguyên tắc cậu ấy không muốn tôi giúp đâu vậy chị có muốn anh ấy ngồi tù không không có điều nếu cậu ấy ngay cả dũng khí chịu trách nhiệm cho những gì mình làm cũng không có thì thực sự chẳng ra gì tả hy dĩnh trong mềm mỏng mang vài phần cứng rắn Câu nói này làm tư mộ hiền phải nhìn sư tỷ với con mắt khác, bảo sao đảng ca lại theo đuổi được sư tỷ đẹp tựa thiên tiên, vì sư tỷ có thể nhìn nhận người khác với cặp mắt công bằng, không hề có thái độ từ trên cao nhìn xuống. Lão đại đáng rồi. Tư mộ hiền cảm thán chẳng còn đồng tình với đơn dũng nữa, mà là hâm mộ, không khỏi nghĩ tới chuyện của mình. Tả Hy Dĩnh không nhìn thấy nét mặt này của hắn, cô nói ra mục đích của mình, tôi tìm cậu là muốn nhờ cậu giúp một việc. Chị nói đi. Nói với đơn Dũng, tôi tới rồi." Tư Mộ Hiền đợi cô nói tiếp, không ngờ Tả hy Dĩnh chỉ nói thế thôi, kinh ngạc, "Thế thôi ạ?" À. "Ừ, chỉ cần cho cậu ấy biết tôi tới rồi thôi, dù cậu ấy làm đúng thì cũng không ai hy vọng nhìn thấy cậu ấy như thế." "Cha tôi từng dạy tôi, sống cũng là một trách nhiệm, không chỉ là trách nhiệm với bản thân, còn là với người thân, với người mình yêu, đều là trách nhiệm. Tôi mong cậu ấy có trách nhiệm trong lòng, chứ không phải chỉ có thù hận." Tả Hy Dĩnh nói tới đó hơi nghiêng đầu đi lau khóe mắt che giấu mình thất thô rồi tạm biệt. Tư Mộ Hiền cứ đứng ngay ra đó nhìn Tả Hy Dĩnh đi xa dần. Hắn cũng không muốn thế này, hắn hy vọng biết bao quay về thời sinh viên vô ưu vô lo, nhìn lão đại nghênh ngang đạp xe nát chở sư tỷ đi ngang qua trường, vẽ vênh váo đó còn quá lôi đại bằng. Nếu như vậy có phải tốt biết báo, có lẽ hắn cũng đang nghĩ tới cô gái trong lòng, đã hơn nửa tháng rồi không liên lạc, cuộc đời này sao nhiều chuyện không như ý như thế tả hy dĩnh không cùng cha mình đi tham gia đủ loại nghi thức một mình đi dạo quanh thành phố xa lạ suốt buổi sáng trừ gặp tư mộ hiền con ngồi xe taxi đi men theo đường anh hùng miếu thành hoàng xem một lượt tới chỗ quen thuộc cô bảo taxi dừng lại tự hồ tìm kiếm cảm xúc đã từng có nhưng đường phố huyên náo chẳng phải nơi dung nạp ký ức nhìn chỉ thêm phiền loạn thêm thương cảm rất lâu cô đã mất đi liên lạc rất đơn dũng từ rất lâu rồi tình cờ phát hiện cha lén lút treo đổi qua điện thoại với người khác mới phát hiện manh mối. Sau đó cô hỏi chị mình, chị cô không được rõ cho lắm, nhưng một câu chuyện về hiện trường đẫm máu vượt quá năng lực chịu đựng của cô. Tự hồ còn có con gái một thương nhân tự đâm mình, cô do dự, phải chăng tất cả thứ mình thấy đều là giả dối. Cha cô lần này tới Lộ Châu cũng không định đưa cô đi theo. Buổi chiều cô về khách sạn Khải Lai Duyệt, lên thẳng phòng, vừa về tới phòng thì có tiếng gõ cửa, khi cô ra mở cửa không ngờ là cha đã về cô không nói gì cả nghiêng người sang để cho cha vào tả nam hạ nhìn con gái với vẻ không yên tâm cả sáng con đi đâu thế không đi đâu ạ à, con gặp tư mộ hiền tả hy Hi dĩnh đi nhanh tới giường thả mình nằm vịt xuống hy dĩnh chuyện này cha hói mấy vị lãnh đạo rồi sau bữa cơm bí thư trương của bên chính pháp ủy còn chuyên môn gọi điện cho cha chuyện vẫn đang trong quá trình thẩm tra dù sao cũng chết một phú thương một vừa thoát khỏi vòng nguy hiểm, chuyện không thể giải quyết nhanh chóng được đâu. Tả Nam Hạ thông thả nói. Kệ cậu ấy, ở trước mặt con đừng nhắc tới cậu ấy. Tả Hy Dĩnh vùi đầu vào gối giận dỗi hét lên. Được, được, không nói nữa, so với con, cậu ta sống ở một thế giới khác, e rằng cha cũng không tiếp nhận được phong cách hành sự của cậu ta. Tả Nam Hạ xoa dịu. Con đã bảo không nhắc tới nữa cơ mà. Tả Hy Dĩnh cáo kỉnh, Tả Nam Hạ thở dài đứng dậy, biết chuyện này có muốn khuyên cũng khó, dặn con nghỉ ngơi cho tốt, lặng lẽ rời đi, ông khép cửa lại hơi chậm một chút, quả nhiên nghe thấy con gái bật khóc. Ai bảo tả lão sống tiêu sái, chuyện này cũng làm khó ông lắm. Quỳnh Một tiếng nổ lớn vang lên, khói bụi mịt mù, biến kho lạnh Tây Uyển đứng đó mười mấy năm biến thành đống gạch vụn. Báo lớn báo nhỏ trong thành phố liên miên đưa tin về chuyện này, bởi vì một công ty con dưới hóa công Tả thị mua lại kho lạnh Tây Uyển, lại có bài báo về Tả lão nhiều năm tích cực làm việc công ích, báo in ra, tiếng khen ngợi khắp nơi. Có điều ở chỗ riêng tư, người ta thích bàn tán về mấy câu chuyện đằng sau hơn. Kho lạnh này vốn là một xí nghiệp tập thể, thuộc về công ty thực phẩm khu, thế kỷ trước bị mấy quan viên bại gia bán cho tư nhân, sau đó vì tranh chấp khoản nợ mà rơi vào tay công ty kinh doanh thịt lừa Thế Long không ngờ rằng chỉ một năm sau lại quay về với chủ cũ chuyện này gây ra kiện cáo còn đang tiến hành trừ kho lạnh ra còn chuyện chiếm đoạt thịt đông lạnh trong kho cũng được tòa án điều tra mấy bên dây dưa tới cao trào lại có người tụ tập ở trước công ty thế long gây chuyện kho lạnh đã bị phá nhưng dư âm của nó chưa dứt phương vạn long đã chết nhưng hậu sự cũng khó yên lành trước khi kho lạnh nổ sập cũng có người ném ra một quả lựu đạn là nguyên tổng giám đốc đào thành chương của nhà hàng lẩu lưu nhục hương, ông ta tới cục công an tự thú, vạch trần tấm màn đen làm người ta há hốc mồm. Qua điều tra, té ra hơn 2.000 tấn thịt đông lạnh trong kho lạnh Tây Uyển là có thật, Đào Thành Chương liên hợp với nhà máy thịt Hâm Vinh, công ty Thế Long cùng Triệu Hồng Kỳ nguyên giám đốc kho lạnh ngầm thao tác đem di chuyển đi nơi khác tiêu thụ, ba bên chia nhau tiền. Có điều làm người ta liếu lưỡi là hướng đi của khoản tiền đó sau này, theo lời khai của Đào Thành trương số tiền này bị liêm kiến quốc dọa sẽ tiết lộ ra để uy hiếp chiếm đoạt, chẳng những phải chi ra hơn 2.000 vạn, còn ép họ ký hiệp nghị chuyển nhượng cổ phần lưu nhục hương. Không chỉ ông ta, ngay cả tiền trung bình cũng không tiêu hóa nổi số tiền đó, liêm gia lấy hết. Trở mặt rồi, nhưng chẳng sao cả, Đào Thành Chương còn tố cáo từ khi kinh doanh lưu nhục hương tới nay, liêm kiến quốc chẳng những ngầm để con trai chiếm cổ phần. Hơn nữa nhiều lần đem khoản tiền không rõ cho vào tài khoản kinh doanh của Lưu Nhục Hương, lấy hình thức thu nhập để trả cho liêm tiệp khi đó còn ở nước ngoài ông ta cung cấp nhiều bản ghi âm cùng lượng lớn sổ sách hóa đơn nói là tự thú nhưng càng giống tố cáo làm người ta dễ dàng liên tưởng tới chuyện quan viên trước khi rời chức ra sức vơ vét làm nền tảng cho thương đồ của con trai sau này khi nhân viên phá án tới bệnh viện tìm liêm kiến quốc thì ông ta mồm méo mắt lệch rồi vừa nhìn thấy nhân viên phá án thì trở thành thần trí mơ hồ luôn chẳng rõ là thật hay giả vờ nếu đã phá án thì đương nhiên không thiếu cách, giờ người nói giúp liêm gia đã im hết rồi, đánh con hổ già rụng răng còn dễ hơn đánh chó rớt nước. Sau đó tòa án liền phong tỏa mọi sổ sách liên quan tới Lưu Nhục Hương, đóng băng tài khoản. Tranh chấp này không chỉ giới hạn ở Đào Thành Chương và Liêm Gia, một nhà khác cũng bị thác luật sư khởi kiện, nguyên nhân vì hợp đồng chuyển nhượng Lưu Biển Lâu không được chấp hành, bên tố cáo yêu cầu trả nhà hàng, bồi thường. Phía đại diện là luật sư từ tỉnh Thành tới, mà người ủy thác còn trong trại giam, họ đơn tên Dũng. Dậu đổ bìm leo, sau đào thành chương liền có tiền trung bình tự thú, người này nghe nói khi mới vào bệnh viện vì sự kiện đâm người mà mắc chứng sợ hãi nhẹ. Tới cục công an, ông ta khai sạch sành xanh, chẳng những khai liêm kiến quốc ép mình bán cổ phần ra sao, còn đem chuyện mình trốn thuế, giết mỗi lợn chết nói hết, đến nhân viên tiếp đãi nghe tự thú mà cũng ở liên hồi. Người này cục công an không giam giữ, còn phái hai cảnh sát cẩn thận đưa về nhà, rõ ràng là thần kinh cũng có vấn đề rồi. Hai ngày sau, Tòa án Nhân dân khu tiến hành phong tỏa tra xét một phần tài sản của công ty Thế Long. Người sáng bắt đầu nhìn ra, tam giác sắc thị trường thịt lừa đứng vững ở Lộ Châu nhiều năm theo cái chết của Phương Vạn Long mà nội chiến, sắp sụp đổ rồi. Ngày mùng ngày 6 tháng 7, Sài Chim Sơn đi chiếc xe hung mơ cực bắt mắt của mình tới lễ khởi công của công ty dưới trướng hóa công tả thị. Hắn gặp chủ tịch Lương, cũng gặp vị phu nhân thần thông quảng đại trong truyền thuyết. Cũng chỉ gặp hai người này thôi, còn những nhân vật khác từng tranh đi cướp lại cơ bản đã biến mất, trên mảnh đất phồn hoa, người cười cuối cùng luôn luôn từ trên cao nhìn xuống. Đứng bên cạnh người vợ quyền lực của mình, chủ tịch lương nào còn khí độ như ngày đó ở hội sở thịnh thế, khoát tay Lý Mân Liên, hào khí đón khách khứa tới. Nhìn là biết ai nắm quyền chủ đạo. Sao thế anh xài? Lái xe hỏi, hắn xưa nay không nhiều chuyện nhưng lại rất quan tâm tới chuyện này. Mẹ kiếp, chỉ gặp mặt trước nghi lễ, chưa tới một phút, có điều ông ta cũng đồng ý rồi, dù sao lão tử lăn lộn mấy chục năm, chút thể diện này ông ta phải cho. Sài chim sơn ngồi vào ghế phụ lái, khinh bỉ nói. Là chuyện của đơn dũng, Sài chim sơn mong lương côn kiêu làm chứng có lợi vì ông ta ở hiện trường, với thân phận của ông ta, tiếng nói sẽ có trọng lượng. Ngoài ra hắn thông qua tầng quân hổ đánh tiếng, người kia thực sự xuất cảnh rồi, mang theo tiền nghênh ngang mà đi, chẳng qua là lấy lòng trước khi đi thôi. Vốn là kế liên hoàng, trước tiên bán Tây Uyển mua Lưu Nhục Hương, ai nhờ bị mấy nhát dao kia đâm cho tan nát, Lưu Nhục Hương đã bị tòa án phong tỏa, chủ cuối cùng là ai thì Lương Công Kiêu E cũng không dính vào được. Lương Công Kiêu tuy khó chịu vì chuyện này, song cũng không muốn chọc vào địa đầu xà như xài chim sơn nên đành miễn cưỡng đồng ý. Lễ khởi công rất náo nhiệt, sài chim sơn lướt qua vài cái rồi thu hồi ánh mắt bảo với lái xe đi thôi tới di long loan xe nổ máy lên đường rời khỏi mặt đường còn chưa làm cuốn lên mảng bụi đất sài chim sơn như tự lẩm bẩm làm người không nên quá tham ngay tầng lão hổ cũng học được kính tiếng rồi cầm tiền của tả thị trả cho là lặng lẽ đi ngay tôi nghĩ ông ta chỉ coi như bán được bao nhiêu hay bấy nhiêu ông tiền đi dưỡng lão không còn hùng tâm tranh bá nữa vũ tử Cậu bảo tôi có nên nghỉ hưu không? Anh xài, anh mới tròn 40 mà đã muốn rút à? Đã 40 rồi, đợi tới lúc nào đây? Nếu đời người 60 năm thì đã sống 2 phần 3, chưa chắc đã sống được lâu như thế, lão phàn ấy, mới qua 50. Này vũ tử, nếu bảo cậu nghỉ hưu ngay bây giờ thì cậu làm gì? Anh xài anh nói đùa à, tôi nuôi cả gia đình có lớn có bé, tôi dám nghĩ sao? Lái xe cười. Đừng lái xe nữa, tôi giới thiệu cho cậu một chuyện làm ăn tốt. Mở điểm bán nước, tự làm ông chủ, tôi cho cậu vốn. Tôi cũng nhờ nói chuyện với tiểu cái mới biết đấy, thứ đó kiếm tiền lắm, một công nhân đưa nước mỗi tháng kiếm trên 2.000. Nếu cậu tuyển mười mấy công nhân đưa nước, chiếm nguyên một vùng, mỗi người một tháng kiếm về cho cậu nghìn đồng, trừ đi chi tiêu cậu cũng kiếm cả vạn, hơn lái xe cho tôi. Sài Chim Sơn bỗng nhiên nhiệt tình giới thiệu chuyện làm ăn, nguồn hàng thì dễ rồi, qua công ty đơn dũng anh sài có phải tôi làm gì không đúng nên anh đuổi tôi đi không cậu nói đúng đấy đúng là tôi đuổi cậu đi nhưng mà là để cậu tự lập đừng đi theo tôi bấp bên lắm một ngày tôi không chiếu cố được cho cậu nữa cả nhà cậu sống thế nào quyết định vậy đi tiền vốn tôi cho cậu nếu mà cậu không phải loại biết làm ăn thì thôi quay về lái xe cho tôi câu này làm lái xe cười trong tiếng cười có vị chua xót có lẽ anh sài đã thấy sợ rồi có lẽ vì nhìn thấy kết cục của phàn ngũ nghĩa nên có tính toán sớm. Bất kể thế nào, sắp chia tách rồi, lái xe có chút không đành lòng. Trên đường đi xài chim sơn gọi điện thoại báo trước, không lâu sau tới hội sở Di Long Loan, hai anh em Lý Gia ra tận cửa đón, ngày vui ngắn chẳng tày gan, anh em họ đắc ý chẳng bao lâu, giờ cả hai đều như chó nhà tan rồi. Lái xe biết chút nguồn cơn, Tần Quân Hổ nghe truyện trên TV Audio CV xây dựng cái hội sở này dùng anh em Lý Gia, nhưng chủ sở hữu thực sự là Sài Chim Sơn. Trừ đám nữ nhân tiếp khách ra thì bảo vệ, đưa đón đều là người của anh Sài, có người còn là chiến hữu của Vũ Tử. Cái hội sở này là tần quân hổ đầu tư vào Sài Chim Sơn mua một con đường về. Hiện giờ xong chuyện rồi, anh Sài muốn thu lại. Xuống xe đi vài bước, Sài Chim Sơn ngước đầu nhìn cánh cổng lớn theo phong cách châu Âu, hai anh em Lý Mân liên lặng lẽ đi trước dẫn đường. Vào hội sở lên thẳng tầng 3, mở kết bao hiểm, Lấy từng chồng tài liệu dày đặt lên bàn, Lý Mân Liên nói, đều ở đây cả, danh sách hội viên, tư liệu cá nhân, còn có doanh thu mấy tháng. Sài Chim Sơn chỉ từng một tiếng, thấy trong phòng có hành trang đã thu dọn xong, hai anh em nhà này vất vả bao lâu cuối cùng chẳng được gì, không có được lưu nhục hương, kế hoạch lớn bọn họ ấp ủ bao năm tan thành bong bóng, tiền đồ chỉ còn một màu tối tăm. Hắn vừa lật xem tài liệu, vừa như thuận miệng hỏi, lão Tần chẳng nhẽ không cho anh chút tiền an gia à? không bán kho lạnh tây uyển không liên quan tới chúng tôi chúng tôi không có mặt mũi nào mà đòi lý bằng vũ ủ rũ nói anh không cần thương hại chúng tôi chúng tôi không tới mức chết đói lý mân liên luôn biết nhìn nam nhân nói câu này có chút tự trào cũng có chút tổn thương sài chim sơn chẳng tỏ ra đồng tình nói tập hợp người vũ tử đi ngay hai anh em kia nghĩ người ta muốn tiễn khách rồi không ngờ sài chim sơn nói ra xã hội lăn lộn phải có tự giác lấy được bao nhiêu là bằng thực lực, không phải là tình cảm với đạo nghĩa. Chúng ta đều là quân cờ cả thôi, kể cả tầng quân hổ cũng thế, không cần đau lòng, một ngày nào đó hai người đứng ở đỉnh cao, cũng sẽ theo túng người khác như vậy. Cám ơn, chúng tôi vô dụng, không trách ai cả. Lý bằng vũ ảm đạm nói. Sài chim sơn quan tâm hỏi, sau này định tính ra sao? Tạm thời chưa có, được tới đây hay tới đó. Còn Mân Liên? Anh Sài, anh nếu muốn thu nhận anh em chúng tôi, chúng tôi cảm kích vô cùng, đang lo không biết đi đâu đây. Lần này họ thất bại ngay khi bước một chân qua cánh cửa thành công, vì ngày phục hận đó, Lý Mân Liên rốt cuộc hy sinh bao nhiêu chỉ mình cô rõ. Cuối cùng vì hiện thực bức bách phải tươi cười với kẻ thù đã đành, kết cục đánh đổi lại là con số không. Dung nhan diễm lệ ngày nào thiếu đi phần rực rỡ, gượng cười nói. Tôi đang có ý đấy, nào, nhìn ra cửa sổ đi. Sài chim sơn vẫy tay đi tới cửa sổ, dưới lầu tập trung hai mấy bảo an và mười mấy nữ phục vụ viên. Nam là do sài chim sơn rút từ duy đặt qua, mà nữ thì do Lý Mân liên triệu tập từ các vùng tới, Xuân Lan thu cúc đủ vẻ, chẳng trách bọn ngốc lắm tiền ở lộ châu quên lối về. Hai anh em khó hiểu nhìn nhau, sài chim sơn giải thích, nói một câu khó nghe, tôi là một công nhân sản nghiệp, trừ chuyên ngành ra thì chẳng biết cái gì, đời này thứ duy nhất kinh doanh là kinh doanh xác thịt nhưng tới giờ còn chưa làm tốt có điều tôi phát hiện có người làm tốt hơn tôi dù lý mân liên có dấn thân vào nghề này đã có xác định rồi nghe vậy vẫn đỏ mặt lý bằng vũ hai mắt sáng lên nghe ra hàm ý của sài chim sơn quả nhiên sài chim sơn đưa ra lời mời mân liên cô tiếp tục kinh doanh nơi này đi lợi nhuận chúng ta chia năm năm được không lý mân liên ngỡ ngàng cô không ngờ tới lúc chết đối lại tóm được cọng cỏ cứu mạng trong bóng tối nhìn thấy tia sáng khi mới tới Lộ Châu, vì vụ án của Trần Thiếu Gia làm thất điên bác đảo, cô vốn nhìn ra Sài Chim Sơn là người nghĩa khí, có thể trông cậy, chỉ là sau đó, cô lại tìm thấy chỗ dựa lớn hơn có phần lạnh nhạt với Sài Chim Sơn, kết cục không còn gì. Không ngờ khi mình lâm vào đường cùng, Sài Chim Sơn lại vươn tay ra, khiến cô ngại không trả lời ngay. Sài Chim Sơn lại quay sang Lý Bằng Vũ, tôi còn muốn mời anh làm giám đốc Duy Đặc, anh chớ hoài nghi, tôi không có dụng tâm nào khác. Mấy năm qua làm tôi mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần rồi, muốn nghỉ ngơi đôi chút. Anh đừng nghĩ đây là chuyện béo bở, mỗi năm chi tiêu nơi đó phải hơn trăm vạn, vất vả lắm, tôi không trả lương cho anh đâu, chia phần từ lợi nhuận. Lý Bằng Vũ kinh ngạc, thế này có khác gì tặng cho người ta cái bánh lớn, ai chẳng biết sản nghiệp tình dục này kiếm tiền thế nào, lão xài tọa trấn duy đặt khác nào ngồi đếm tiền. Anh, anh xài. Thế, thế này. Lý Bằng Vũ liếu lưỡi, hắn không tin có chuyện tốt như thế, cho dù trước kia cũng là nhà giàu, nhưng bây giờ cùng đường gặp chuyện tốt như vậy, khiến hắn nhất thời không trấn định được. Trong mắt xài chim sơn, Lý Mân Liên không những có thể đưa tới các cô gái xuất sắc, lại còn có thể móc nối với lương cung kiêu. Lý Bằng Vũ trước kia là giám đốc công ty lớn tham vọng thôn tính lưu nhục hương suyết thành công. Cả hai anh em này thực ra đều là người phi thường, xét về kinh doanh thì hơn lão xài hắn nhiều. Hoặc có lẽ, sài chim sơn đưa ra quyết định này không chỉ vì thế cười nói đó là cách làm ăn của tôi phàm làm gì đừng làm quá tuyệt tình không cần biết người khác nói sao tôi không thể đuổi hai người đi trong lúc này được đi nào nói xong đi trước hai người kia chỉ biết máy móc đi theo ba người tới trước đoàn người tập trung giờ thì đám nữ phục vụ mới biết người luôn lặng lẽ đến rồi đi không gây chút chú ý nào mới là ông chủ đều lúng liếng nhìn hắn sài chim sơn không để ý nói lớn tôi nghe nói thời gian qua lòng người hoảng loạn có người đã đi có người bàn tán có người chuẩn bị đi hôm nay tôi nói rõ ràng hội sở thịnh thế sẽ không thay đổi phương thức kinh doanh và phục vụ không thay đổi đương nhiên giám đốc cũng không đổi nếu có thay đổi thì đó là thu nhập của mọi người sẽ mỗi lúc một cao chỉ một câu thôi không nhiều lời đám phục vụ viên ra sức vỗ tay sĩ khí sa suốt mấy ngày nay vì đủ thứ lời đồn đoán tức thì dâng cao sài chim sơn đưa tay mời lý mân liên đi tới bản thân lặng lẽ lùi sang một bên đợi khi lý mân liên an bài mọi chuyện xong thì chiếc xe kia đã đi rồi không khỏi thất thần nhìn theo cả hai anh em không ngờ lại chuyển biến như vậy sự cảm kích đó đủ khích lệ họ hết lòng làm việc cho ông chủ mới rồi ở trên xe vũ tử nhìn sài chim sơn tới mấy lần biểu hiện của anh sài hôm nay nằm ngoài nhận thức của hắn dường như biến thành con người khác vậy sài chim sơn phát hiện lái xe lại lần nữa đảo mắt qua gương chiếu hậu nhìn mình cười hỏi vũ tử muốn nói gì hả không có gì ạ à, tôi chỉ thấy anh sài khác trước quá vũ tử không giấu con người đều sẽ thay đổi mà nói không chừng tương lai tôi sẽ thành nhà từ thiện giống như rất nhiều người phát tài từ những chuyện thối nát vậy sài chim sơn nghiêm túc nói lái xe trố mắt lần nữa hắn không phát hiện anh sài còn biết hài đen ngạc nhiên nói anh sài tôi không biết anh thay đổi từ khi nào nữa. À, từ khi tôi gặp một người còn nát hơn cả tôi, nhìn việc cậu ta làm tôi thấy, mình nên hoàng lương thì may ra còn sống, ha ha ha. Đi, tới trại giam thăm cậu ấy, nghe nói tên đó sống trong trại giam cũng khá lắm, sắp thành lão đại rồi. À, nói vậy thì chúng ta đi chúc mừng à. Đúng rồi, đi chúc mừng, tặng thang trong tuyết hơn theo hoa trên gấm bà, đợi ngày cậu ta ra, tôi kiếm được một ân tình trả không hết, Ha ha ha. Sài chim sơn cười sảng khoái, tự hồ chẳng lo chuyện đơn dũng bị giam giữ, đồng thời chẳng nghi ngờ chuyện đơn dũng quay lại. Ít ra thì hắn chưa thấy ai hàng phục được tên đó. Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt cái đã hơn một tháng trôi qua, chớp mắt cái vụ án rửa tiền đặc biệt lớn đã dần mất đi sự mới mẻ trong miệng mọi người, con người sống trong yên bình khát vọng kịch liệt, kịch liệt qua đi lại thấy vô vị, quanh đi quẩn lại vẫn là mấy đồng tiền dày vò trò chơi của người có tiền, đối với thị dân cả đời chẳng thấy được nhiều tiền như thế mà nói, sau tán phép là lãng quên. Chớp mắt đã tới ngày 15 tháng 6, thời tiết nóng dần, tổ chuyên án đã đóng ở đây gần một tháng, vụ án gần tới hồi kết, hôm trước đón nhận một cao trào của vụ án, sở công an tỉnh chuyên môn phái người tới hỏi thăm cổ vũ những cảnh sát kiên thủ ở tuyến đầu, lại có điện báo biểu dương ở bộ. Chỗ riêng tư, người ở tỉnh tới Lộ Châu tiết lộ những thành viên tổ chuyên án gồm tổ trưởng, phó tổ trưởng, nhân vật điều phối, trở về sẽ thăng chức. Tiếng ủng hộ lớn nhất tất nhiên không ai hơn Quách Văn Ba, vốn chuyên chống bắt cóc, không ngờ với công lớn, đồng nghiệp tọa trấn ở tỉnh thành ghen tị đỏ mắt. Ngày hôm đó Quách Văn Ba theo thông lệ an bài thẩm vấn, tổng kết, kiểm kê, lúc họp xong gọi đồng nghiệp phương diện hình sự tới, bổ sung vấn đề an bài nghi phạm. Tới bây giờ rốt cuộc bắt bao nhiêu nghi phạm e là tổ trưởng tổ chuyên án như hắn cũng chẳng nói rõ được. Đợi đồng nghiệp đưa cho một danh sách người dính líu tới vụ án, lướt nhanh qua đã thấy hơn 100 làm hắn giật mình. Tranh thủ thời gian thanh lý đi, ai mà không nặng thì phải đối xử khác, vơ đũa cả nắm thế này thì bao nhiêu người bị giam quá hạn chứ? Quách Văn Ba ném sang bên, hơi đau đầu. Đồng nghiệp lại lấy một danh sách khác chỉ có mười mấy người cho Quách Văn Ba xem, nói nhỏ, bên trong có mấy người, địa phương tới tận tỉnh nói đỡ rồi, vấn đề cũng không nặng chỉ có qua lại tài chính lớn với tài khoản của phàn ngũ nghĩa. Tra ra rồi, là đi vay không phải cho phàn ngũ nghĩa vay lấy lãi. Bọn họ đã trả lại một phần số tiền vay nặng lãi này, không biết ý anh thế nào. Nên thả được thì thả, những người này là đại biểu thôi, không biết đứng sau lưng là ai, tra cũng chẳng ra đâu. Quách Văn Ba chuẩn bị ký tên, đột nhiên trong danh sách đó có một cái tên quen thuộc, Đơn Dũng. Hắn dừng lại suy nghĩ, rốt cuộc nhớ ra cái tên bị bỏ quên này là ai, không ký nữa, chỉ danh sách, người này sao cũng ở tên trong danh sách. Thị trưởng Vương đánh tiếng nên cho vào. Tôi xem rồi, người này vì vụ án gây thương tích mà giam giữ, không phải vụ án của chúng ta. Có điều về sau phát hiện nghi vấn của vụ án bắt cóc, anh từng triệu tập cậu ta còn gì, ai mà biết người đó bị giam trong trại, hỏi hai lần không ra vấn đề gì, cậu ta còn là người bị hại trong vụ án nổ súng. Vụ án không phức tạp vì trong lòng tức giận kiếm người đâm chủ sự hai nhát chính là tên liêm tiệp bị thương nhẹ cái gì thế sao tôi nghe loạn vậy không phải án của chúng ta sao bảo chúng ta thả người tổ trưởng quách anh nghe tôi nói đã người bị đâm bị thương nhẹ người đâm bị tâm thần bị cưỡng chế đưa đi chữa bệnh rồi vốn cậu ta không sao có điều dính líu không rõ ràng tới vụ án bắt cóc chuyện đó chúng ta không truy cứu thêm chẳng qua cục công an thành phố cân nhắc sự kiện gây ảnh hưởng lớn nên cứ giam trước giam tới tận giờ giờ hay rồi không ai kiện cậu ta cả vẫn bị giam thế sao lại bảo chúng ta thả chúng ta không lên tiếng họ không dám thả cho nên đẩy cho chúng ta thịt trưởng vương đánh tiếng với lãnh đạo tỉnh hình như là do hóa công tả thị nói đỡ nên thuận nước đẩy thuyền xem ra là muốn chuyện lớn hóa nhỏ chuyện nhỏ xí xóa thông lệ phá án người dính líu không lớn thì mắt nhắm mắt mở cho qua tránh diện đã kết quá lớn gây bất ổn. Có điều người này vừa được thị trưởng, lại được quan lớn trên tỉnh nói đỡ, Quách Văn Ba không thể không thận trọng, chỉ lạ cái là, lúc ra bối cảnh, đâu thấy người này có gì đặc biệt. Quách Văn Ba suy nghĩ, đây chỉ là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng gì tới mình, nên nể mặt lãnh đạo mà ký tên. Đồng ý. Ký tên rồi, người cũng đã đi, Quách Văn Ba đóng bút lại mà ngẩn người, nghĩ tới mấy nghi vấn lớn trong vụ án bắt cóc, cha con Liêm gia và thương hộ liên quan tới Liêm gia, quan viên phía sau, còn cả phàn Ngũ Nghĩa hình như là một nhóm. Còn nhóm khác có một bàn tay vô hình điều khiển nhảy vào trận đấu này, từng chút tiêu trừ vây cánh của Liêm gia, ví như bắt kẻ nổ súng, vạch trần tiền bẩn của phàn Ngũ Nghĩa, mượn tay người đâm Liêm Tiệp, cái chết của Phương Vạn Long. Rất rất nhiều chuyện thấp thoáng bóng dáng đám điêu dân sử gia thôn, vừa vặn những người dân trên răng dưới giái này bị tổ chuyên án bỏ quên. Hoặc là có người cố ý bỏ quên Thử hỏi cảnh sát bắt được vụ án rửa tiền hàng trăm triệu, ai mà còn để ý bọn ngốc tới mức bán người được vài trăm. Sắp kết thúc rồi, hắn cũng nhìn rõ toàn cục, nếu không may mà hắn đoán trúng thì đây chẳng phải công lao cảnh sát, cũng chẳng phải dương cao chính nghĩa, mà là đen ăn đen, cố ý dùng cảnh sát giải quyết chướng ngại của mình. Ý nghĩ đó làm quách văn ba toát mồ hôi lạnh, sắp kết thúc rồi, nếu có kẻ dám chất vấn kết luận của sở tỉnh xóa bỏ công lao của mọi người, hắn tự biết hậu quả vì thế hắn không dám nghĩ tiếp. Ken, két. Tiếng cửa sắt kêu. Lão đại quay đầu, máy móc hô một tiếng tập hợp, nghi phạm trong phòng nhanh như cắt, chớp mắt ai vào vị trí trên giường, ngẩng đầu, ưỡn ngực, mắt nhìn phía trước, khoanh tay, ngoan hơn nhà trẻ. Ken ken, cửa sắt mở rộng, cái mặt người chết của quản giáo xuất hiện trước mặt mọi người, đám phạm nhân đồng thanh, chào quản giáo ạ. À. Đây là ý tưởng của vương lão đại phòng giam kiểu mẫu số 18, làm quản giáo tâm tình rất tốt, thế là mở rộng ra toàn trại. Rốt cuộc mọi người cũng được thấy nụ cười trên mặt quản giáo, ai nấy yên tâm, không tới mức gọi thêm vài quản giáo cầm dùi cụi điện tới, cướp hết hàng tích trữ không nhiều trong phòng. Không biết vì sao quản giáo cao hứng như vậy, vương lão đại thì nhìn ra ngay, có người sắp đi rồi, là được ra ngoài chứ không phải là bị bắt hay trực tiếp đưa đi cải tạo, nếu không thì không khí đã căng thẳng. Quả nhiên quản giáo hô 0027, đơn dũng thu dọn đồ đi đang hồi hộp chờ đợi đơn dũng tức thì bị hạnh phúc bất ngờ làm choáng váng bị vài cái chân phía sau đá cho mới tỉnh lại hoảng loạn thu dọn đồ đạc cũng chẳng có gì mà dọn chỉ ít quần áo và xúc xích được thằng béo tiếp tế cho vừa sách bọc lên lại nhớ ra gì đó liền ném lại đám huynh đệ bên trong cần hơn y khi cửa đóng lại đơn dũng chắp tay kiểu giang hồ các huynh đệ sau này còn gặp lại bên trong cười hô hố hoan nghênh quay trở lại lẫn vào đó là tiếng đóng cửa rợn lưng giờ phòng giam trước tiên ngồi xuống giơ tay báo cáo đó là quy cũ đơn dũng vừa ngồi thì quảng giáo đã hòa nhã nói không cần nữa từ giờ trở đi cậu không còn là nghi phạm nữa đi theo tôi rời lớp cửa thứ nhất ký tên xác minh thân phận thay quần áo trước khi vào trại đơn dũng quay đầu nhìn quảng giáo đứng sau song sắt nghe răng cười rời lớp cửa thứ hai xét người có điều qua loa hơn lúc vào nhiều tới lớp cửa thứ ba ký tên trả lại thứ tịch thu khi vào trại di động ví tiền chìa khóa hết thảy theo trình tự ở nơi này đã quen tiếp xúc với từng gương mặt vô cảm tiếp tục đi về phía trước cách cánh cửa sắt cao lớn kia gần lắm rồi cánh cửa lớn cao tới mấy mét mở ra cảnh sát trại giam vẫn mang gương mặt vô cảm nói với đơn dũng chúc mừng cậu được tự do rồi tôi hy vọng cậu biết quý trọng nữa mời tạm biệt ở đây không cần hẹn gặp lại Cảm ơn chính phủ, cảm ơn quản giáo. Đơn dũng máy móc nói, chân bước ra ngoài, cửa đóng sầm lại sau lưng. Tích tắc cánh cửa cao lớn kia đóng vào ngăn mình ở bên ngoài đó, đơn dũng như sống lại, cảm xúc trào dân, hai tay giơ lên cao, chạy như thằng điên, hét như thằng điên, toàn thân xoay tròn để ánh nắng tận tình chiếu lên người. Chưa bao giờ thấy, ngay cả tắm nắng thôi mà cũng khiến người ta sung sướng như thế, chưa bao giờ cảm thấy không khí lại tươi mát như thế đơn dũng không kìm được hét lên chạy tiếp rồi lăn tròn trên mặt đất ngửi mùi đất bên cạnh ngắt một cây cỏ nhìn cái gì cũng thấy vừa mắt thế hả sao không có ai đón mình cảm giác tự do mãnh liệt vừa lùi đi một chút cảm giác đầu tiên kéo tới làm đơn dũng hơi thất vọng nhưng chẳng sao cả đã ra rồi còn sợ không về được sao y bò dậy phủi bụi đất trên người men theo đường mà đi từng tới đây rồi bên xe gần nhất cũng cách 5 km từ nơi đó bắt xe về thành phố hơn một tiếng vừa đi được vài bước thì có tiếng còi sau lưng đơn dũng quay đầu lại thấy một cái xe cảnh sát không thèm để ý hiện giờ anh là người tự do chính phủ thả anh rồi không giống trước kia thấy xe cảnh sát là run không ngờ cái xe cảnh sát kia cứ như cố ý vậy lại đuổi theo vài mét nữa rồi bóp còi đơn dũng dừng lại chiếc xe kia cũng dừng theo triệu gia thành từ trên xe nhảy xuống ông chủ đơn sao thế không nhận ra bạn cũ à a à, đội trưởng triệu trùng hợp thế có điều tôi không rảnh đang vội về nhà đơn dũng xoay người đi lúc này y ít muốn dính dáng nhất là cảnh sát không ngờ triệu gia thành lững thững bước đi sau lưng như áp giải làm đơn dũng đi được một đoạn không nhịn được đội trưởng triệu anh có ý gì muốn bắt tôi vào thì mau ra tay đi ha ha có thể dư cậu vào chỉ có bản thân cậu thôi không phải là công lao của tôi có điều đến đón cậu thì tôi có công Triệu Gia Thành đưa tới một tờ giấy. Đơn Dũng Hồ Nghi cầm lấy xem, thì ra là một tờ hóa đơn, trong thời gian giam giữ, tiền ăn là 5 đồng một ngày, tiền ở là 2 đồng, y ở trong hơn 40 ngày, tính ra lấy trăm. Đơn Dũng gật gù, chính phủ thu phí cũng coi như hợp lý, không đắt. Nói rồi mở ví ra định trả tiền, không ngờ trong ví chỉ còn hai tờ tiền, con mẹ nó rõ ràng có kẻ lấy bớt mất rồi, ví y lúc nào chẳng dày cộm, một hai nghìn chắc chắn là có, thế mà giờ chỉ còn hai tờ một trăm nhào nhỉ. Triệu gia thành xua tay, cậu giữ lại đi, không cần đâu, coi như tôi trả nợ cậu, hai chúng ta hòa nhé. Anh nợ tôi cái gì? Hả, cậu muốn làm rõ thật hả? Đơn dũng cất tiền đi, còn chưa hiểu lý do, có điều vẫn bước đi, người ta đã không tính nữa thì thôi đi, truy cứu sâu không có lợi. Triệu gia thành ngửa mặt lên đón ánh nắng, con người ta lúc chức cao quyền trọng thì tiền bạc mỹ nữ đều không thỏa mãn được lúc xa cơ thất thế mặt trời gió mát thậm chí không khí tươi mới cũng là thứ xa xỉ giờ chắc là cậu có cảm thụ sâu sắc rồi nhỉ ừ có rồi ồ đội trưởng triệu cũng có cảm thụ đó à đơn dũng mỉa mai cái thành phố tù ngục này tôi có cảm thụ sâu hơn cậu đấy có điều cảm thụ tội phạm e là làm cảnh sát tôi không thể cảm thụ rồi triệu gia thành quay đầu nhìn trại giam canh phòng nghiêm ngặt hẳn là người nhốt trong đó có cảm thụ sâu nhất nhỉ Đơn Dũng cười, nhớ tới Vương lão đại, tên đó vào trại tới thành kinh nghiệm sống rồi, phạm tội tới mức đó không gọi là phạm tội nữa, mà gọi là cuộc sống, một cách sống độc đáo của hắn. Triệu Gia Thành đột nhiên nói, "Cậu rất hiểu luật pháp." "Đương nhiên." Đơn Dũng buộc miệng, nhận ra ngay mình lỡ lời, bổ sung, "Tôi từng thi luật sư." "Mục đích của cậu không phải làm luật sư, mà tìm cách lách luật." Triệu Gia Thành dừng bước. Đơn Dũng dừng lại theo y không hiểu sao tên cảnh sát này cứ bám mình như âm hồn bực mình nói thế thì sao nào giống nhau cả làm luật sư còn không phải là giúp thân chủ lách luật thoát tội à đội trưởng triệu sao anh cứ bám lấy tôi thế tôi trêu chọc gì anh nếu cậu chạm vào giới hạn của tôi sẽ không đơn giản thế này đâu triệu gia thành bình thản nói giống như có người chạm vào giới hạn của cậu người đó sẽ rất thảm đúng không đơn dũng không đáp y biết nhiều chuyện mình qua được là nhờ trốn vào góc chết tránh xa tầm mắt người ta, nếu bị người ta nhắm vào thì không chịu nổi ra xét. Có điều y không nghe ra sự thù địch trong lời Triệu Gia Thành, đây là điều khiến y không hiểu, không thù oán thì bám theo mình làm gì. Thực ra thù hận không chỉ hủy diệt đối thủ, mà còn hủy bản thân, nó hủy đi lương tri, tình thân thậm chí tự do của cậu, biết một người lương thiện thành giả thú, thành súc sinh. Bất kể cậu tìm ra được cách né tránh trách nhiệm tốt thế nào, cách tốt nhất vẫn là đừng đụng vào nó, đừng quay về nơi này nữa. Cách hóa giải thù hận tốt nhất là tha thứ, tha thứ cần lòng dạ lớn hơn thù hận. Triệu Gia Thành chấp tay sau lưng thông thả nói. Đơn Dũng cao mày, mấy lời này nói thì dễ lắm, đến khi chuyện xảy ra với bản thân mà làm được mới tính, khuyên nhủ người khác không tính. Có điều lúc này Đơn Dũng đã không còn thù hận gì nữa, giang tay nói, vậy hiện giờ tôi là người khoan dung rồi. Nếu phải cúi đầu nhẫn nhục mà sống, tôi thà không sống. Nếu đưa anh vào vị trí của tôi Anh cũng sẽ làm như tôi Trừ khi anh không có gan Đó không phải tha thứ Đó là vô dụng Triệu Gia Thành cũng cao mày Phải thôi Một kẻ bày ra được kế hoạch tỉ mỉ như vậy Trí tuệ ác không tầm thường Muốn khuyên y phải trên y một bậc Hắn không có khả năng ấy Chỉ có thể đợi y tự ngộ ra Không ai nói tiếp nữa Đi được rất xa đơn dũng mới nhất Đội trưởng Triệu Sắp tới bến xe rồi Anh không cần áp giải tôi nữa đâu Được rồi cậu tự tiện đi đừng hiểu lầm tôi không nhắm vào cậu cũng không phải muốn thuyết phục cậu đừng do cậu đi có điều đừng đi vào ngã rẽ triệu gia thành hiển nhiên không phải giỏi thuyết phục người khác quanh đi quẩn lại chỉ biết mấy câu giáo điều cũ trích được tổ chức dạy thôi song hắn có vẻ rất chân thành biết vì sao tôi khuynh hướng thả cậu ra không thực ra tôi có thể tìm rất nhiều lý do để giam cậu ngày ba kẻ kia bắn cậu bỏ trốn cậu vừa báo án vừa tổ chức người chặn đường cố ý để họ chạy qua sử gia thôn, cho người nơi đó bắt, thậm chí chính cậu bán hai tên kia vào mỏ đá chứ gì. Anh không chứng minh được đâu. Đơn Dũng không phủ nhận, giống nghệ thuật gia đắc ý trước tác phẩm của mình. Triệu Gia Thành đã tìm được đáp án hoài nghi đã lâu, xem ra tôi không hề sai, nếu là cậu thì tất cả mời hợp lý được. Một mình cậu thì không thể báo thù, tôi đoán cậu đã bỏ rất nhiều năm để hòa nhập vào sử gia thôn, để một ngày vung tay, người theo lớp lớp, cùng cậu lật đổ những nhân vật trên cao vời kia đúng không anh vẫn không thể chứng minh được trong luật pháp không có từ suy đoán nó coi trọng chứng cứ dù anh có tìm được nhân chứng vật chứng thì cũng không thể tạo ra chuỗi chứng cứ hoàn thiện chỉ vào tôi cho dù anh bắt tôi cũng không thể định tội tôi đơn dũng nghiêm túc nói học luật nhiều năm rốt cuộc cũng có cơ hội nói ra một cách hùng hồn rồi người chỉ biết tuân thủ luật pháp là kẻ ngốc cảnh sát chỉ biết dựa vào luật phá án cũng là cảnh sát ngốc triệu gia thành đáp lại tôi có rất nhiều cách chứng minh suy đoán của mình ví dụ tôi có thể bám chặt lấy trương vệ hoa hôm đó đột nhiên xuất hiện trên đường cao tốc tịch thu điện thoại của họ theo liên lạc hôm đó tìm ra người liên quan mặc dù qua giám sát chỉ tìm được một người liên quan tới cậu với tôi mà nói vậy là đủ rồi đơn dũng không nói nữa mặt trở nên âm trầm nguy hiểm y không quan tâm tới chuyện xảy ra với mình nhưng y không thể trơ mắt nhìn anh em vì mình bị liên lụy được. Xem ra tôi nói đúng rồi, tim người đều làm bằng thịt cả thôi, nếu là thịt thì có điểm yếu, ví như bạn bè, anh em, gia đình, đều thành điểm công phá. Với tính của cậu, tôi chỉ cần tóm lấy một tên bạn bất kỳ nào đó của cậu, tôi tin, dù họ cắn chặt răng không khai, cậu cũng sẽ không nở liên lụy họ. Triệu Gia Thành hơi hợt nói, trong thời gian đơn dũng vào trại giam, hắn đã xem vô số giám sát các đầu đường. Vô tình phát hiện ra một người quen, căn cứ vào đó có thể suy ra một ít, nhưng thực sự tra không dễ, chỉ là nếu quyết tâm tra thì như hắn nói, không phải không có cách, cảnh sát chỉ biết chơi theo luật thì là cảnh sát ngốc. Đơn Dũng sợ điều này, y không coi người khác là kẻ ngốc, việc y làm chỉ cần bị chú ý là sẽ phiền phức, giọng điệu có chút bất thiện, vì sao anh không làm? Vì những kẻ kia đáng chết hơn cậu. Triệu Gia Thành nói xong chỉ đơn Dũng, cậu cũng đáng chết đơn dũng không ngờ rời khỏi trại giam rồi mà gặp phải tình huống như thế y thực sự không muốn chuốt thêm phiền toái vào lúc này cẩn thận nói đội trưởng triệu anh đang uy hiếp hay dọa tôi vậy cảnh cáo thôi lần sau cậu rơi vào tay tôi dù cho có cả thôn thổ phỉ bao che cho cậu đi chăng nữa tôi vẫn tự tay bắt cậu triệu gia thành trừng mắt lên đi về phía xe theo sau nãy giờ đơn dũng giật mình nghĩ không ra mình chọc giận tên cảnh sát chó má này bao giờ khiến hắn bám mình như vậy Triệu Gia Thành trước khi lên xe lớn tiếng nói, có phải là thấy cảnh sát ăn no rửng mở kiếm chuyện với cậu không? Không dám. Đơn Dũng lắc đầu, rất khiêm nhường. Hừ, cậu dám lắm đấy, nguyên nhân ở đây. Triệu Gia Thành ném một thứ cho Đơn Dũng rồi lên xe. Xe hú còi cảnh sát rời đi, thực ra khúc trực chẳng hiểu vì sao tốn công đi xe như thế để đón một nghi phạm ra trại. Hắn nói, đội trưởng Triệu, sao tôi thấy anh đối xử với cậu ta rất đặc biệt. Vì cậu ta đặc biệt. Triệu gia thành hạ thấp ngữ khí xuống, "Còn nhớ lần đầu tiên chúng ta tới nhà không, cậu ta bị mẹ hết nhéo tai lại tác cho, cậu ta là người nặng quan niệm gia đình, nếu không vì hoàn cảnh gây ra, cậu ta không đi tới ngày hôm nay." Thì đại đa số tội phạm đi lên con đường phạm tội là do hoàn cảnh mà. "Đúng, nhưng cậu ta thì khác, nhưng cậu ta có tiết chế, không bất chấp tất cả, mục tiêu rất rõ ràng." "À, anh nói tới hai con tinh trong mỏ đá à?" tôi thấy cứu ra chẳng bằng không cứu, loại quan nhị đại đó thả ra xã hội không biết hại bao người, hai thằng súc sinh đó chết chẳng tiếc. Hả, ý anh là do y làm sao? Không phải phàn ngũ nghĩa làm à? Khúc trực chợt nhận ra. Đúng, là phàn ngũ nghĩa đấy, lại một phàn ngũ nghĩa khác sắp trưởng thành rồi, tôi hy vọng có thể cản được điều ấy. Triệu gia thành nhìn đơn dũng càng ngày càng nhỏ trong kính chiếu hậu. Hắn làm thế là hy vọng đơn dũng cảm thấy chút thiện chí từ cuộc đời này, nếu hắn truy tới cùng, đơn dũng có thể bị giam mấy năm. Không lâu đâu, nhưng khi y bước ra ngoài trại giam chắc chắn một kẻ lợi hại gấp vạn ngũ nghĩa bội phần sẽ xuất hiện. Đơn Dũng đang xem một tờ báo cũ, có cấp trên kiểm tra, có lãnh đạo phát biểu, nào là xã hội hài hòa, cuộc sống hạnh phúc, đâu thấy có đáp án gì. Lật tới trang cuối cùng mới thấy tiêu đề, tôi là một trong 27 công nhân được cảnh sát giải cứu từ mỏ khai thác lậu. Ra là chuyện đó, khi y xuống nông thôn thu mua nông sản biết được tuy ai nhìn thấy cũng phẫn nộ nhưng y biết mình không có năng lực đó nên đành tránh xa đột nhiên đơn dũng hiểu ra viên cảnh sát như quỷ ám kia lại cảnh cáo chứ không phải đóng đinh lên quan tài của y thói đời dù lạnh lẽo thế nào thì trái tim con người luôn có chỗ ấm áp gà gáy ba lần rời giường dọn dẹp sân vườn đổ rác hái rau làm bữa sáng xong chuẩn bị bữa trưa đối với hưởng mã trại tương đối yên tĩnh thì cuộc sống mỗi ngày là thế có điều với nhà lão đơn mà nói, vì con trai vào tù nên thay đổi rất nhiều. Thời gian qua không còn mở cửa kinh doanh đó, mấy ngày qua còn đỡ, thời gian đầu hai vợ chồng còn không cơm nước gì cả, là hàng xóm kéo sang ép ăn, vừa ăn vừa rơi nước mắt. Lâu dần cũng chấp nhận rồi, hôm nay không dậy muộn như mọi khi nữa, đằng hồng ngọc quét sân, lão đơn dọn bếp, nấu một nồi cháo, động tác lề mề, xong thì đã là hơn 10 giờ rồi bữa này là bữa sáng hay là bữa trưa cũng không rõ nữa. Kết, cửa mở, đằng Hồng Ngọc đang cúi đầu quét sân lau nước mắt, sợ láng giềng nhìn thấy mình khóc, không ngờ nghe thấy tiếng gọi khẽ, mẹ. Dừng tay, chổi rơi xuống đất, đằng Hồng Ngọc từ từ quay đầu, thấy con trai đứng đó cười, cười như khóc, bà không dám tin dụi mắt mấy lần, con trai đã chạy tới gọi mẹ liên tục, nụ cười đã biến thành tiếng khóc rồi, hai mẹ con ôm lấy nhau. Đợi tới khi đằng Hồng Ngọc tin là con về thật rồi thì lại cúng lên kéo vào góc hỏi nhỏ, con trai, không phải con lén trốn về chứ. Thế thì đừng ở nhà, trốn đi, tên cảnh sát cao cao tới mấy lần rồi. Mẹ, không phải đâu, con được thả. Không sao à. Dạ, không sao. Nói láo, Phương Vạn Long chết rồi, làm sao con không sao được. Con không sao thật mà, ông qua sợ quá mà chết, liên quan gì tới con. Đúng thế sợ mà chết quả báo liên quan gì tới con trai mẹ đơn trường khánh ở thấy ồn ào chạy ra nhìn hai mẹ con thì thầm góc sân lão đơn thở vào một hơi đi tới nhìn con trai từ trên xuống dưới chỉ nói gầy đi rồi đơn dũng vừa mới ngừng khóc lại rơi nước mắt gọi một tiếng cha rồi nghẹn lại cha còn gầy hơn y tưởng chừng nhìn thấy cha mấy năm trước khi mời rời giường bệnh liền hiểu thời gian qua cha mẹ bị dày vò thế nào đằng hồng ngọc thì mắng chồng mau mau đi làm món ngon cho con trai ăn xem con trai đói thành thế nào rồi nhưng mà trong nhà thời gian qua có chuẩn bị rau cỏ gì đâu nhưng mà chuyện này dễ giải quyết thôi đằng hồng ngọc bảo con trai đi tắm rửa đi con mình chạy ra ngoài gõ cửa từng nhà chị béo ơi con trai tôi về rồi bắt cho tôi một con gà nhé tôi tới nhà lão tứ xem sao chị mang sang nhà tôi ấy lát tôi về rồi chớp mắt thò đầu vào nhà lão tứ gọi chị tứ con trai tôi về rồi mau mau nhà chị còn cái gì? Cá à, được được, cho tôi vài con, con trai nhà tôi nướng cá là số một. Hưởng mã trại có hơn 20 nhà, nhà nào cũng truyền ra tiếng của đằng Hồng Ngọc, không lâu sau cả thôn biết đơn dũng về rồi, trong thôn rộn ràng hẳn. Đơn dũng thì chạy nhanh lên lầu, mở tủ, kéo ngăn kéo gầm giường, đem hết sách, tài liệu, bọc vào ga trải giường, ném từ trên lầu ra sau nhà, khi y chạy xuống thì tay đã cầm vò rượu mạnh đổ ra ồng ọc. Luật hình sự, cách giải thích mới về luật hình sự đây là hai cuốn sách mà y nghiên cứu kỹ nhất mép sách quăng hết cả còn một cuốn bìa vàng bí mật 10 băng đảng xã hội đen trên thế giới đó là cuốn y thích nhất vô số tài liệu photocopy đó là hồ sơ các vụ án hình sự quá trình phá án là tư liệu nội bộ y phải bỏ không ít công sức mới có được còn có cả cuốn tài liệu dày toàn tin tức cắt từ báo ra trong đó có ảnh lư nhục hương toàn bộ nhân viên từ giám đốc cho tới trong cửa y không nhớ đã tới đó bao nhiêu ngày. Còn hai cuốn nhật ký, viết đầy kế hoạch. Bây giờ thành lịch sử cả rồi, đơn dũng thở ra một hơi, đánh diêm ném ra, phần một tiếng, ngọn lửa lớn bốc lên, khói cuồn cuộn, cả quần áo trong trại giam cũng ném vào đó. Nhìn ngọn lửa rừng rực nóng rát da mặt, nhìn từng trang giấy làm bạn với mình bao đêm dài bắn lửa, bốc cháy, biến thành tro rồi bị hơi nóng cuốn lên trời. Trong lòng đơn dũng sảng khoái, tựa như lồng ngực y cũng đang cháy, chỉ có một điều đáng tiếc, làm bị thương tới người mà y không muốn làm tổn thương nhất, tới giờ ánh mắt thất thần yếu ớt, tích tắc dao đâm tóe máu kia vẫn hiện lên trước mắt đơn dũng. Tôi tha thứ cho tất cả các người đó. Đơn dũng hét lớn, nước mắt trào ra một cách thống khoái, lặng lẽ nhìn những năm tháng dày vò biến thành tro tàn. Lửa nhỏ dần, tro cũng bị gió núi thổi tản đi, cảm xúc dần dần lắng dịu, đơn dũng chỉ còn lại một sự trống rỗng, thứ giúp y gượng dậy sau bi kịch gia đình là thù hận, đó là nguồn sức mạnh chống đỡ y, bây giờ không còn nữa rồi, y thậm chí không biết đốt xong tất cả rồi mình làm gì. Đơn Dũng ngồi xuống ngồi đó như thằng ngốc, đột nhiên nghe thấy tiếng quát, "Đơn Dũng, Đơn Dũng. Chạy đi đâu rồi, con đốt lửa sau nhà đấy à? Mẹ chưa tính sổ với con đâu, đừng tưởng là con không sao rồi nhé. Con đốt ít quần áo móc." Đơn Dũng vội trả lời, không trả lời ngay mẹ cầm chổi đuổi tới. Tiếp đó có một giọng nói không hài hòa, đù má, ai thế, vừa mới về đã đốt nhà rồi. Là giọng lôi đại bằng, đơn dũng chẳng còn thời gian mà thất thần nữa, cái thằng này tới là không yên được đâu. Quả thế, cả đám người kéo nhau ra sau nhà, mặc dù lửa cháy gần hết, tro vẫn còn rất nhiều, lôi đại bằng mở mồm ra là ăn nói chẳng suy nghĩ, mẹ nuôi chưa chết, anh đốt tiền giấy làm gì nhiều thế. Bình thường thế nào mọi người cũng cho hắn vài cú đá, lúc này mọi người chỉ cười, tiểu cái tới, trương vệ hoa tới, tống tư ánh cũng tới. Cô vốn định mắng vài câu, nhưng nhìn đơn dũng đầu trọc lóc, người gầy đét, hết sức đáng thương làm người ta không nỡ nói nặng lời. Tới muộn hơn có đám lão bao, chân thối, là đám anh em của khoa thể dục, cái đám vô tâm này chẳng biết nhiều nên trong đơn dũng là cười lăn cười bò. Lôi đại bằng đi tới xoa đầu đơn dũng, đây mới là đảng ca thực sự, trước kia em không phát hiện ra cái quả trứng này của anh còn tròn còn bóng hơn hai quả trứng phía dưới. Cả đám vì cười, tống tư oánh nhổ vì một cái chạy đi trước, đám anh em xung quanh đơn dũng, câu được hỏi nhiều nhất là đảng ca, trong đó như thế nào, kể cho mọi người nghe đi. Vẫn là lôi đại bằng hỏi có sức sáng tạo nhất, này này đảng ca, em nghe nói trong đó thông hoa cúc của nhau hả? Nhìn cái mặt suối quẩy của anh chắc bị chúng nó thông nát rồi phải không? Không thể nào. Lão bao không tin, có thông thì cũng là đảng ca thông bọn nó. Liệu có tác dụng phụ không nhỉ, như sau này thấy gái liền không dựng được lên nữa lôi đại bằng lo lắng nói mỗi tên một câu cố tình kích thích đơn dũng làm y nửa ngày trời không xen vào được một cầu vừa từ sau nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha